Ít nhất 20 người thiệt mạng và 10 trường hợp khác vẫn đang mất tích trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Suphanburi, Thái Lan. Bangkok Post cho hay vụ nổ xảy ra lúc 15 giờ 30 phút chiều nay 17 tháng 1 tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở thị trấn Salakau. Sức ép của vụ nổ làm các mảnh vỡ văng ra khu vực xung quanh trong bán kính 100 mét. Giới chức địa phương xác nhận trong số người thiệt mạng có 12 phụ nữ và 8 nam giới. Người dân địa phương cho biết khoảng 20 công nhân đã đến nhà máy làm việc vào buổi sáng và không ai thấy họ ra ngoài trước và sau vụ nổ. Ông Natabat Suwan Pratep, người đứng đầu tỉnh Suphanburi cho biết, lực lượng chức năng chưa thể xác định liệu có công nhân nào sống sót hay không, cơ quan chức năng đang làm rõ. Nhà chức trách bước đầu xác định chủ nhà máy không nằm trong số người thiệt mạng vì ông ra ngoài giao pháo hoa cho khách hàng khi vụ nổ xảy ra. Thủ tướng Srettha Thavisin đã được thông báo về vụ nổ khi đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó làm rõ nhà máy có giấy phép hoạt động hay không và vụ nổ có phải do sơ suất của con người không. Có thông tin cho rằng nhà máy sản xuất pháo hoa này từng xảy ra vụ nổ vào tháng 11 năm 2022, khiến một người thiệt mạng.